Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình đã rời thành phố và mình tìm về nơi thật an yên. Đó, các bạn có thấy quang cảnh ở sau mình có một cái hồ chảy qua rất là đẹp không các bạn? Và chỉ một vài tiếng đồng hồ nữa thôi, mình sẽ đón giao thừa từ khoảng khắc năm 2023 chuyển giao qua năm 2024. Và ngay tại bãi đất trống này mình sẽ bắn pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất mà mình đã mua ở trong này nha các bạn. Đó, mời các bạn coi mình đã mua những loại pháo hoa nào của Bộ Quốc phòng sản xuất và trong này có những gì mà mình bật mí cho các bạn nha. Trong này mình mua rất là nhiều loại pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Đây, trong này ở đây mình có là một dàn pháo hoa phun viên 36 quả. Loại này là loại dàn phun hoa. Còn đây là loại VIP nhất nha các bạn, loại đặc biệt. Đó, loại pháo hoa phun viên đặc biệt. Và đây là loại phun viên nhấp nháy. Đây, đây là những mẫu phổ biến mà mình đã mua. Nói chung là cũng bỏ ra một số tiền khá khá chứ không phải ít đâu mà cũng săn lùng nhiều nơi á. Và khi mà mua các bạn cần những gì? Các bạn cần có một cái tờ thanh toán hóa đơn của nhà máy. Đây, của nhà máy và những nơi đại lý ủy quyền bán cho các bạn nha. Các bạn không có cái tờ này các bạn bắn pháo hoa lên các bạn sẽ bị công an hỏi tới nha các bạn. Hỏi tới mà không có tờ này là bị bắt á, bị phạt đấy các bạn. Rồi. Đó, ở trong này mình có bốn dàn rất là nhiều ống phóng. Đó, tối nay á mình sẽ bắn rực trời luôn cho các bạn coi, đón giao thừa cùng mình nha các bạn. Để bật mí các bạn, tối nay mình sẽ đốt dàn phun viên 36 quả trước, loại này loại năm 2023 nha các bạn. Đây, cái này của năm 2023, các bạn coi này, cái nó có lô sản xuất nha các bạn, đừng sợ hàng nhái hàng giả, mua chính xác của Bộ Quốc phòng đại lý ủy quyền. Đây, ở trong này á có cái lô này. Ngày sản xuất này, các bạn dùng điện thoại quét cái mã QR này là nó sẽ ra tất cả thông tin của cái ống phóng. Điểm đặc biệt của những mẫu mới 2023 này á, là nó sẽ tạo ra những hiệu ứng, những tia lửa khác nhau trong từng mùi ống phóng. Và nó sẽ không giống như năm ngoái, năm cũ 2022 nha các bạn. Bắn lên hiệu ứng rất là xấu và khói mịt mù. Đây, những loại này rất là đẹp. Tối nay mình sẽ được trải nghiệm, lần đầu tiên được trải nghiệm pháo hoa của Bộ Quốc phòng sản xuất. Coi nó đẹp như thế nào, nó có đáng đồng tiền để cho các bạn chơi vào dịp Tết nguyên đáng sắp tới hay không nha các bạn. Ok các bạn, đây pháo mình sẽ để đây. Và giờ các bạn coi các bạn đứng chỗ này, mình bắn ngay chỗ dưới mặt hồ, ngay chỗ góc này nha các bạn. Tối nay mình sẽ đặt ở đây và mình sẽ bắn bốn loại pháo hoa phổ biến nhất của năm 2023 này để coi nó có đẹp hay không. Các bạn cùng mình đón giao thừa nha. Bây giờ trời chưa tối, giờ mình sẽ đợi trời tối nha các bạn. Chờ các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đốt hết tất cả dàn pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Rồi, dàn đầu tiên là dàn 36 quả. Đây, đặt đây. Cách mấy dàn này pin. Đây là dàn 36 quả này. Bóc ra, ở đây có hướng dẫn sử dụng. Đây có cái chỗ bóc ra để sử dụng nè. Cái này luôn. Rồi, ok. Giờ đốt nha. Rồi. Dạng 36 nha các bạn. Quá đẹp. Hay dàn 36 quả. Đây là dàn phun viên. Đó, loại thường các bạn. Loại này là ít khói. Ít khói này vang không có nổi các bạn. Rồi nhé rồi. Bây giờ sẽ đến ống thứ hai. Đây là đến dàn phun viên đặc biệt, loại đặc biệt này á, là loại này đốt nổ rất là đẹp nha các bạn. Rồi để bóc cái tờ giấy ra. Châm lửa đốt nha các bạn.
Rồi bây giờ là đến cái dàn phun viên nhấp nháy các bạn. Rồi dàn phun viên nhấp nháy nha, chị mong đốt ra. Rồi tiếp tục. Dàn phun viên nhấp nháy các bạn. Ui nhấp nháy rất là đẹp luôn các bạn. Trời ơi, tuyệt vời. Ồ, oh, bên kia khán giả rất là nhiều luôn các bạn. Đó, năm hoa năm nay loại nào cũng đẹp hết các bạn ơi. Đó, tầm cao khoảng đâu là cỡ 15-20 mét thôi. Các bạn coi kìa, bên kia cổ vũ rất là nhiệt tình luôn. Đó, đứng coi rất là nhiều. Đây, hai bên khán giả luôn, trên này cũng có. Đó, hai bên khán giả nha các bạn. Họ rất là thích. Rồi, bây giờ sẽ đốt dàn cuối cùng là dàn phun hoa. Đây. Rồi, dàn phun hoa đặt nguyên đóng dàn luôn. Rồi, đốt nha các bạn. Dàn phun. Rồi, dàn phun hoa các bạn. Quay phim mới chạy dữ vậy. Quá đẹp. Wow. Dàn phun hoa đẹp quá bạn ơi. Hồ cổ vũ rất là nhiệt tình luôn các bạn ơi. Đó, như pháo sáng các bạn. Tiếp tục. Đó, cái này đẹp lắm các bạn. Mình thấy cái dàn hoa rất là đẹp, có tiếng nổ các bạn. Nổ to các bạn. Hồ bên kia cổ vũ nhiệt tình quá các bạn ơi. Đó, nghe tiếng lắp bắp bắp bắp. Rồi, hết rồi các bạn. Xong. Đây, một đống pháo mình đã đốt hết rồi nha các bạn. Dàn phun hoa, dàn phun viên nhấp nháy. Đây là dàn phun viên đặc biệt, à, cuối cùng là dàn phun viên 36 ống. Đây tất cả để mình đốt sạch trơn luôn. Đó, đó, chúc mừng các bạn năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng cùng người thân bên gia đình nha. Happy New Year 2024. Yes. Mình kia reo hò quá trời luôn. Hò quá trời luôn. Mình kia reo hò quá trời luôn.